Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với những video của showroom Sài Gòn Car Thủ Đức và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là trung tâm mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô cũ đã qua sử dụng và cam kết 100% xe bán ra là xe nguyên bản, không lỗi, không âm đụng và không ngập nước nha. Ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ giới thiệu cho chúng ta một mẫu 7 chỗ siêu tiết kiệm và giá vô cùng hợp lý. Có các đối thủ trực tiếp cạnh tranh như là Suzuki XL7 hay là Mitsubishi Xpander, Ertiga. Tuy nhiên thì là đến từ một thương hiệu nổi tiếng với những option miên man và nổi bật nhất trong phân khúc là sử dụng động cơ là 2.0 thì Kia Rondo là một lựa chọn mà đáng để chúng ta phải cân nhắc đấy ạ. Trước màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Kia Rondo bản GAT sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2019, lăn bánh được 56.000 km và hiện tại đang được chào bán tại Sài Gòn Car với giá là 555 triệu nhé. Chúng ta cùng em Quỳnh sẽ đi tìm hiểu chiếc xe này ạ. Ở trước Kia Rondo nhà em Quỳnh sử dụng một cái nước sơn khá là đặc biệt. Thường thì chúng ta hay bắt gặp Kia Rondo màu trắng, đen. Tuy nhiên thì xanh xám, xanh ghi xám xanh này một chút thì cũng hiếm nhá. Vì đây là một chiếc xe từ đầu mùa đến thời điểm hiện tại em Quỳnh mới mua một chiếc Rondo màu xanh xám như thế này. Chúng ta sẽ đi khám phá một vòng quanh xe để tham quan về ngoại thất cũng như là về form dáng của chiếc Kia Rondo này nhá. Tâm sự thật với mọi người rằng là so với các đối thủ cạnh tranh thì Kia Rondo có hàng ghế thứ ba khá chật đấy ạ. Máy của Kia chúng ta sẽ cùng đi khám phá khoang máy trước nhé. Sau đó sẽ khám phá nội thất của chiếc xe này sau. Mở khoang máy con gái mở hơi vất vả một chút, mọi người thông cảm cho em Quỳnh nhá. Với động cơ là 2.0 và em Quỳnh là chưa nổ máy đâu nhá, nhưng mà thực sự mà khi nổ máy của dòng Kia lên thì máy cực kỳ êm và gần như là không nghe tiếng gì luôn. Chúng ta tiến lại gần một chút để xem qua khoang máy cũng như là đánh giá chất lượng xe bên em Quỳnh nhé. Hiện tại chiếc xe này thì em Quỳnh vẫn giữ được bảo hiểm vật chất của chủ cũ. Anh chị nào mà muốn mua chiếc này mà không phải mua bảo hiểm thì đã tiết kiệm được một khoản chi phí rồi đấy ạ. Chúng ta nhìn từng con ốc vít sơn zin keo chỉ nhá. Tất cả sản phẩm bên Sài Gòn Car thì đều cam kết cho anh chị bằng văn bản là xe nguyên bản và có hỗ trợ check test hãng hay là gara toàn quốc. Nên là anh chị yên tâm nhé khi mà lựa chọn sản phẩm bên em Quỳnh. Bởi vì thực sự một cái xe nó là một cái tài sản khá là lớn đối với mỗi người. Nên là em Quỳnh rất là mong muốn giao tới khách hàng mà cả hai bên đều vui vẻ và hoan hỉ phải không ạ? Chúng ta sẽ cùng đi khám phá nội thất của chiếc Kia Rondo nhé. Chiếc Kia Rondo nhà em Quỳnh thì được thiết kế nội thất là ghế da màu ghi. Nằm trong phân khúc trước 7 chỗ giá rẻ thì có rất nhiều điểm trừ đến từ Kia Rondo. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đi từ điểm cộng trước nhé. Thương hiệu Kia thì có lẽ là không còn quá xa lạ đối với người tiêu dùng với một cái câu khẩu hiệu là full option và option thì cực kỳ miên man phải không ạ? Ngay trên khoang táp lô thì chúng ta đã nhìn thấy màn hình giải trí của Kia Rondo. Đây là màn zin nhá. Chúng ta rất khó bắt gặp trên các dòng 7 chỗ giá rẻ hoặc là thậm chí là có rất nhiều phân khúc là 5 đến 600 mà không có màn để sử dụng. Ở vô lăng ba chấu tích hợp rất nhiều tính năng cơ bản như là đàm thoại rảnh tay, chỉnh volume. Xe nhà em Quỳnh thì hiện tại là full lịch sử bảo hành trong hãng nhé. Chúng ta nhìn qua một chút tất cả các nút bấm chỉnh điều hòa, chỉnh nút gió hiện rõ trên khoang táp lô và cần số vô lăng thì rất mới. Lăn bánh được hơn 50, hình như là chính xác là 55-56 ngàn. Tuy nhiên thì xe chất liệu da bên trong xe là không bị nhầu. Không bị nhầu là mấy? 54 ngàn thôi ạ. Tất cả mọi người mà yêu thích Rondo thì chắc hẳn là đã tìm hiểu về dòng này rồi phải không ạ?
chúng ta sẽ đi đến hàng ghế thứ hai nhá. Nếu mà em Quỳnh ngồi hàng ghế thứ hai của Kia Rondo thì em Quỳnh rất là thích. Vì thứ nhất nó là dòng 7 chỗ nên là có một cái khoảng sáng ở gầm. Tuy nhiên thì so với các chiếc sedan cùng đời, cùng thương hiệu như là Cerato, Soluto thì chắc chắn là cái chiều dài cơ sở của Kia Rondo là làm gần như là thấp. So với các đối thủ khác thì Kia Rondo không rộng rãi bằng. Tuy nhiên anh chị nào mà yêu thích Kia, muốn sở hữu chiếc xe này thì nhớ liên hệ em Quỳnh nha. Vì với động cơ 2.0 chúng ta đã sử dụng một cái máy bốc hơn này. Và đặc biệt là lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa thì chỉ có Kia mới mang lại cho chúng ta thôi. Chúng ta có thể nhìn qua trước cốp nhá. Thực ra so với Xpander hay Suzuki L7 thì em Quỳnh không đánh giá cao lắm về tất cả các diện tích hàng ghế thứ ba cũng như là trước cốp của Kia Rondo. Chúng ta nhìn qua một chút ốc vít ở trước cốp đi. Những cái điểm mà cơ bản người tiêu dùng chỉ cần nhìn phát thôi là đã biết một chiếc xe là đã trải qua những cái gì và họ thuyền đã làm những cái gì rồi, phải không ạ? Xe cũ thì không thể tránh được xước sát rồi, nhưng mà tất cả các chất lượng xe là phải đảm bảo. Đây là phụ kiện và đồ nghề theo xe nhá. Đặc biệt là chiếc xe đang được sử dụng là biển thành phố. Anh chị nào mà có nhu cầu sang tên về biển thành phố thì đã không tốn tiền biển rồi. Tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang tên tiền biển nhé. Chúng ta nhìn qua những cái chi tiết nhỏ nhé. Em Quỳnh sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản thôi. Anh chị nào mà có nhu cầu muốn tư vấn kỹ hơn về tất cả mặt pháp lý hay là tất cả các chất liệu xe thì nhớ liên hệ em Quỳnh nhé, có Zalo. Em Quỳnh xin nhắc lại thông tin một chút của chiếc Kia Rondo nhà em Quỳnh nhé. Chiếc màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Kia Rondo GAT, xe được sản xuất và đăng ký năm 2019. Lăn bánh được 54.000 km và hiện tại đang được chào bán tại Sài Gòn Ca với giá là 555 triệu nhé. Xe sử dụng lốp sơn là màu em phải tả là ghi xám xanh và biển thành phố. Anh chị mà ở thành phố thì đã tiết kiệm chi phí rất là nhiều rồi. Nếu mà mọi người có nhu cầu sở hữu và lái thật chiếc xe này thì hãy gặp em Quỳnh nhé. Em Quỳnh và team Sài Gòn Ca rất là hân hạnh đồng hành và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sài Gòn Ca trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người nhớ like, theo dõi kênh Showroom Sài Gòn Ca Thủ Đức để có thể theo dõi cũng như là cập nhật tất cả những mẫu xe mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.